Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Viên Sư Cấp. Thì trên tay của mình hiện giờ đang cầm một cái ba ga. Đây là cái mẫu ba ga của xe CN. Lưu ý nha, đây là mẫu nguyên bản của ba ga CN. Giờ người ta làm mới lại giống mẫu Vinh. Cái đây không phải là ba ga Vinh, ba ga mới nha. Về độ dày là bằng CL. Rồi, cái ba ga này nó rất là chắc chắn nha. Đó, giống y chang như cái mẫu Vinh của CL. Còn đây là hàng mới nha. Hàng mới sản xuất theo nguyên bản của hàng Vinh. Rồi, rất là chắc chắn. Đây là sắt xi nóc nha các bạn. Bên đây có làm theo thêm cả cái bẫy chuột. Đó. Thì cái bẫy chuột này các bạn có thể tháo rời ra và các chúng ta bóp này cho lấy ra. Bẫy chuột này là làm thêm thôi. Nếu chúng ta gỡ ra, bẫy chuột mình có thể gỡ bằng tay được thì nó không có miếng nè. Cái này là để nhiều khi để kẹp áo mưa hay là kẹp đồ này nọ khỏi cần cột dây nha. Đó. Rồi. Nó gắn được cho xe CD, CL, những cái dòng xe mà cái dán kiểu 67 các bạn, CD, CL, 67 này nọ. Gắn rất là đẹp nha. Rồi những anh em nào có nhu cầu xuất em nó về gắn cho xe mình thì liên hệ với mình. Bên mình cũng có thêm cái mẫu này nữa các bạn, có hai mẫu luôn các bạn. Đây là mẫu dẹp, đây là mẫu dẹp. Cái mẫu riêng cái mẫu này thì các bạn có thể gắn được cho nhiều xe là 78, chánh án, 81, 86, xe đèn tròn á, rồi CD, CL, 67 này nọ các kiểu. Cậu này chỉ gắn được cái 67 CL thôi, bởi vì cái mắt đây nó làm ngang các bạn. Rồi, những anh em nào có nhu cầu gắn xe thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại ở phía trên nha. Trời ơi, sao ai làm lắp số điện thoại rồi. Đây, liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên. Rồi, phương thức mua hàng thì chỉ miền trước, nhận hàng sau, không ship code. Những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop của mình để lấy. Còn ở xa thì các bạn sẽ chuyển khoản, bên mình ship bưu điện cho các bạn nha. Rồi, thì đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Viên Sư Cấp. Xin cảm ơn tất cả các bạn.